một mẹt heo như thế này bao gồm có 4 món, thì ở nhà hàng Cao Nguyên bán một mẹt nhỏ là 249.000 đồng trên một phần, còn một mẹt lớn là bán là 399.000. Đây là cái mẹt heo lớn, giá của nó là 399.000. Đây là món thịt heo luộc có rắc mè ở phía trên. Đây là món mẹt heo bao gồm có 4 món tại nhà hàng Cao Nguyên ở Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức. Đây là món lòng heo nướng riền xả với lại dồi. Đây là món riền heo nướng xả và dồi. Còn chính giữa ở đây là món heo giả cầy. Món này thì thường là ăn với lại mấy cây sả và lát gừng cùng với một ít rau thơm các loại. Heo này chưa chắc là heo. Heo giả cầy đây, nhìn rất là ngon. Đây là cái mẹt heo với các món như vậy thì được ăn với lại mắm tôm. Đây là cách mà để pha cái mắm tôm cho nó nhiều bữa đúng vị và ăn ngon. Đây, sau khi mình cho ớt vào, quấy đều rồi nạc chanh vào. Đây là cái món thịt heo nướng riền xả. Dồi cũng vậy, dồi cũng được nướng riền xả luôn. Không phải, dồi chiên. Món này là chấm với mắm tôm thì ngon hết ý. Thịt heo luộc và rắc ở phía trên là một ít mè, nhìn rất là thơm.